Nếu như các bạn từng tìm kiếm những địa điểm du lịch Nha Trang nổi tiếng, thì chắc chắn đã nghe đến cái tên Viện Hải Dương Học Nha Trang. Viện Hải Dương Học Nha Trang được biết đến là một trong những cơ sở nghiên cứu khoa học được ra đời sớm nhất ở Việt Nam. Viện Hải Dương Học Nha Trang nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ khoảng 6 km, là nơi chuyên nghiên cứu tập tính và lối sống của các sinh vật biển. Địa điểm du lịch Nha Trang này được thành lập vào năm 1923 dưới sự quản lý trực tiếp của người Pháp, và mãi cho đến năm 1952 thì mới giao lại cho người Việt quản lý. Viện Hải Dương Học Nha Trang nằm trong hệ thống các viện nghiên cứu chuyên ngành của Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia Việt Nam. Sở dĩ Viện Hải Dương Học Nha Trang được lựa chọn đặt tại Nha Trang là do bờ biển của Nha Trang thuộc loại sâu nhất tại Việt Nam và lại cách hải phận quốc tế không xa. Lý giải về sự đa dạng sinh học ở biển Nha Trang thì các nhà khoa học cho biết nhờ vào vị trí địa lý và đặc điểm tự nhiên đặc thù biển Nha Trang có hai dòng biển nóng và dòng biển lạnh giao nhau. Dòng biển nóng thì từ khu vực xích đạo di chuyển lên, dòng biển lạnh thì từ phương Bắc chạy xuống và gặp nhau ở biển Nha Trang, nên tạo môi trường sinh sống ôn hòa thuận lợi cho các loài sinh vật biển. Nhờ vậy mà sự đa dạng sinh học ở đây rất cao. Các loài cá thường di chuyển về đây để sinh sản. Hệ thống thực vật biển cũng rất phong phú. Chính sự đa dạng phong phú đó là cơ sở cung cấp nguồn dữ liệu sống cho các công tác nghiên cứu của các nhà khoa học. Vậy thì đến Viện Hải Dương Học Nha Trang tham quan gì? Bảo tàng sinh vật biển và bảo tàng hải dương học là hai khu vực sẽ đem đến cho các bạn rất nhiều bất ngờ và trải nghiệm thú vị khi đi du lịch Nha Trang. Bảo tàng sinh vật biển là nơi trưng bày các mẫu vật của các loài sinh vật biển. Các bạn sẽ được chiêm ngưỡng mãn nhãn hơn 20.000 mẫu vật của hơn 4.000 loài sinh vật biển khác nhau. Ngoài ra thì bảo tàng còn trưng bày rất nhiều mẫu vật của các sinh vật nước ngọt, được sưu tầm ở Vịnh Thái Lan, Biển Đông và Campuchia. Bảo tàng Viện Hải Dương Học Nha Trang nổi tiếng với những bộ mẫu vật khủng. Nếu như các bạn chỉ được ngắm những chú cá voi khổng lồ, những bộ xương hóa thạch khổng lồ qua TV, qua mạng Internet, thì khi đến với địa điểm du lịch Nha Trang này, các bạn sẽ được trực tiếp một sở thị bộ xương cá voi khổng lồ dài tới 26m, cao 3m và thêm nhiều bộ mẫu vật lớn khác. Hiện nay thì số lượng bò biển không còn nhiều nên rất cần được nghiên cứu và bảo tồn. Vì chúng có một tên gọi khác là mỹ nhân ngư, loài này thì có tuổi thọ khá cao, từ 60 đến 70 năm. Và trong Viện Hải Dương Học Nha Trang có lưu giữ và nghiên cứu một bộ xương bò biển. Viện Bảo tàng Hải Dương Học Nha Trang là một hệ thống không thể tách rời của Viện Hải Dương Học, là địa điểm du lịch Nha Trang không thể bỏ qua của du khách. Tại địa điểm du lịch Nha Trang này có những phòng trưng bày về lịch sử của viện, có những công trình nghiên cứu, các thiết bị nghiên cứu qua các thời kỳ, cùng lịch sử ngành đánh bắt thủy hải sản của Việt Nam. Địa điểm du lịch Nha Trang này đang lưu giữ số mẫu vật lớn nhất ở Việt Nam, mang tầm cỡ khu vực, ghi dấu lại kết quả của các công trình nghiên cứu, tìm hiểu của Viện Hải Dương Học trong suốt quá trình hoạt động của mình. Các mẫu vật được bày trí hết sức khoa học với những lớp, những loài hoặc là để trần, hoặc là ngâm trong những bình phật môn, có ghi rõ tên khoa học cùng với tên thường gọi của từng cá thể. Khi các bạn bước vào khu vực nhà kính của Viện Hải Dương Học Nha Trang thì là một không gian ngập tràn sắc màu của các loài san hô. Ở đây thì các bạn tha hồ chụp những bức hình lung linh trên phong nền xanh nước biển, được tô điểm với những gam màu nổi bật của những rặng san hô hay là những đàn cá biển. Ở đây thì không chỉ là điểm đến tham quan du lịch mà còn là địa điểm giáo dục cộng đồng về hệ sinh thái biển, về tầm quan trọng của biển trong môi trường sống, giúp các em nhỏ hiểu rõ hơn về kiến thức các loài sinh vật biển cũng như ý thức bảo vệ môi trường. Các bạn cũng sẽ thấy các loài tảo ở đây vô cùng nhiều và chỉ có thể điểm qua một vài cái tên quen thuộc như là tảo xanh, tảo đỏ, tảo kim, tảo lục, tảo xoắn, và thêm vào đó còn các loài nguyên thủy và các loài giáp xác khác. Phía ngoài theo lối đi thì các bạn còn sẽ được ngắm nhìn các loài thủy sản biển được nuôi trong bể lớn và bể kính như là rùa biển, cá mập, rắn biển, các loài nhuyễn thể rất sống động và cuốn hút. Nếu các bạn đến du lịch Nha Trang thì các bạn nhất định nên ghé thăm số 1 cầu đá, đường Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên để được mãn nhãn với không gian biển, không gian khoa học của nơi đây. Vậy thì Viện Hải Dương Học Nha Trang mở cửa khi nào? Viện Hải Dương Học Nha Trang mở cửa vào tất cả các ngày trong tuần, từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều.
giá vé của Viện Hải Dương Học Nha Trang. Phí vào cửa tham quan Bảo tàng Hải Dương Học cho người lớn là 40.000 đồng cho một người, sinh viên là 20.000 đồng, còn học sinh là 10.000 đồng. Trong Viện Hải Dương Học Nha Trang có gì? Đến xem Viện Hải Dương Học Nha Trang, các bạn sẽ cảm nhận được gì? Đầu tiên là các bạn sẽ cảm nhận được nơi đây có rất nhiều khu cho các bạn có thể khám phá và tìm hiểu về thế giới sinh vật biển. Và theo kinh nghiệm đi Viện Hải Dương Học Nha Trang thì các bạn nên tham quan thứ tự theo từng khu để có thể khám phá được hết vẻ đẹp của nơi đây. Đầu tiên là khu trưng bày sinh vật biển. Đây là khu mà khi mới bước vào các bạn sẽ được nhìn thấy đầu tiên. Trong khu trưng bày này các bạn sẽ được thấy vô vàn các loại sinh vật biển được nuôi trong những bể mở. Từ các loài động vật quen thuộc như là tôm, cua, mực hay là các loài cá nước mặn cho đến những loài cá khó thấy hơn như là cá mập hay là cá đuối. Ở đây thì các bạn sẽ được ngắm nhìn các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của chúng, cùng với đó là quan sát rõ hơn về hình dáng cũng như tập tính sinh hoạt. Kinh nghiệm đi Viện Hải Dương Học Nha Trang là các bạn nên thăm khu trưng bày sinh vật biển trước tiên. Tiếp theo là khu thủy cung nhỏ. Thủy cung nhỏ được mệnh danh là lãnh thổ của vịt check-in. Với gần 100 bể kính nhỏ và 5 bể kính lớn dọc đường đi, các bạn có thể thoải mái quan sát các loài sinh vật biển hiện đang sống tại đại dương một cách vô cùng đặc sắc. Nơi đây còn là khu sinh sống của các loài động vật vô cùng hiếm, sống sâu đến tận mấy mét dưới đáy biển. Các loài cá đầy màu sắc và những thông tin hấp dẫn thú vị sẽ làm các bạn khó lòng rời mắt khỏi. Với những người yêu biển hay là các loài sinh vật biển sống dưới nước thì đây như là một thiên đường khi các bạn cảm thấy như được hòa mình vào trong cuộc sống dưới đáy đại dương. Tiếp theo là đến khu có bộ xương hóa thạch. Một trong những lý do khiến cho Viện Hải Dương Học Nha Trang trở nên đặc biệt chính là nhờ những bộ xương khổng lồ. Trong đó lớn nhất là bộ xương của loài cá voi lưng gù, chiếm gần một nửa khu trưng bày. Bộ xương này vốn bị chôn vùi dưới lòng đất ở đồng bằng sông Hồng hơn 200 năm trước khi được phát hiện ra. Và bộ xương của loài cá đang có nguy cơ tuyệt chủng là bò biển. Loài này trước kia thường được nhầm như là nàng tiên cá. Tiếp theo là khu trưng bày tài nguyên biển đảo Hoàng Sa. Hoàng Sa là một thị xã thuộc tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng là căn cứ quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế và quân sự của nước ta. Nên việc có một khu để trưng bày những tài nguyên biển đảo vô cùng quan trọng. Nó không chỉ giúp tăng thêm hiểu biết về vùng đất xa xôi thuộc chủ quyền Việt Nam, mà còn làm tăng thêm sự tự hào của dân tộc, kế thừa và phát huy cùng nhau bảo vệ biển đảo Việt Nam. Tiếp theo là khu lưu trữ mẫu vật. Trong đó có nhiều mẫu vô cùng quý hiếm như là cá tầm, cá vua, cá mặt trăng đuôi nhọn, trai khổng lồ, hải cẩu, cá ung chuông v.v. Đây là nơi được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận là nơi lưu trữ bộ mẫu vật sinh vật biển lớn nhất từ năm 2012. Sau đó thì các bạn sẽ đến khu tham quan ngoài biển. Đây là một khu vô cùng đặc biệt, chỉ mở tham quan vào khoảng 9 giờ đến 11 giờ hàng ngày. Tuy nhiên sẽ có một số ngày biển động không cho phép thực hiện hoạt động này. Tại khu tham quan ngoài biển, các bạn sẽ được đi thuyền ra khu vực sinh sống của các loài sinh vật biển và nhìn các hoạt động sinh hoạt của chúng qua lớp kính dưới đáy thuyền. Các bạn cũng có thể phải chi thêm một khoản phí để tham gia hoạt động lặn xem các sinh vật biển khác. Khi các bạn đến Viện Hải Dương Học Nha Trang thì các bạn nên lưu ý một số vấn đề sau. Đầu tiên là các bạn đọc các yêu cầu tại các khu trước khi vào và tuân thủ hoàn toàn theo những yêu cầu đó. Không được cho các loài sinh vật ăn những thức ăn đem vào hay là có những loài cá mà các bạn không được làm ồn quá khi tham quan. Tiếp theo là các bạn phải đảm bảo vệ sinh, không vứt rác bừa bãi. Một trong những kinh nghiệm du lịch Nha Trang là các bạn nên mang theo những đôi giày mềm, đế thấp. Các khu trưng bày ở đây cách nhau một khoảng khá xa và có rất nhiều bậc thang, nên các bạn lựa chọn một đôi giày phù hợp sẽ giúp các bạn di chuyển tham quan ở đây trở nên dễ dàng hơn. Khi các bạn tham quan khu lưu trữ mẫu vật phải vô cùng cẩn thận vì các mẫu vật tại đây vô cùng quý giá, không nên tự tiện chạm vào hay là đùa giỡn khi đi vào khu này vì rất dễ làm đổ vỡ các mẫu vật. Vậy là lớp du lịch đã cùng các bạn tham quan Viện Hải Dương Học Nha Trang rồi. Các bạn cảm thấy Viện Hải Dương Học Nha Trang như thế nào? Có xứng đáng được công nhận là nơi lưu trữ bộ mẫu sinh vật biển lớn nhất của nước ta hay không? Các bạn hãy để lại bình luận bên dưới chia sẻ cảm nhận của mình cho nhiều người khác cùng biết nha! Các bạn thấy video hôm nay của blog du lịch như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ cảm nhận của mình nha! Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm đi du lịch.
Chúc các bạn sẽ có được những chuyến đi thật nhiều niềm vui và trải nghiệm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.